tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trưởng tới 18,4% trong cái giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2019-20 này. Đây là một ngành kinh doanh đồ xa xỉ, nó có tính rủi ro chu kỳ rất là lớn. Thì rõ ràng là đầu tư P&G thì theo em thì cũng cần phải kiên nhẫn một chút và chúng ta có tầm nhìn dài, đúng không anh Minh? Sự tăng trưởng của Bách Hóa Xanh là cái tăng trưởng của Thế Hệ Động rất ok. Mà nó không hề bị giảm cái chất lượng an ninh đi, thì em nghĩ đấy là một cái điểm rất là tích cực để có thể xem xét đầu tư Thế Hệ Động. Và FPT là một cái điểm. Kính thưa quý nhà đầu tư, chào mừng các quý nhà đầu tư đến với chương trình The Insight bàn tròn các chuyên gia định kỳ vào 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần. Đây là một cái bàn tròn các chuyên gia thảo luận về các vấn đề về về kinh tế, về thị trường, các kênh tài sản và các ngành cụ thể. Thì chúng ta đã đi qua phần thảo luận của một số ngành rồi và hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào hai cái ngành quan trọng rất hấp dẫn, đó là cơ hội đầu tư vào cổ phiếu của ngành công nghệ và ngành bán lẻ. Trước khi đi vào thông tin chi tiết phần thảo luận thì cho phép tôi được giới thiệu các thành phần các chuyên gia của ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta vinh dự có được sự tham gia của các panelist, anh Minh Lê, analyst của công ty IPAM, quản lý quỹ IPA Asset Management, anh Toàn, Research Analyst của VNREC, anh Phục là của khối dịch vụ đầu tư và một Analyst của VNREC ở trong miền Nam, hôm nay có kết nối với chúng ta qua Zoom. Anh chị và các bạn có thể nhìn thấy qua màn hình Zoom, đó là anh Bắt, Research Analyst của VNREC, và tôi là Quang, giám đốc khối dịch vụ đầu tư, là moderator của ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chi tiết thì tôi nói qua tổng thể cái có 3 phần chính, đúng không ạ? Phần đầu thì sẽ cập nhật nhanh về tình hình tổng quan về kinh tế và thị trường trong tuần vừa qua, số thông tin quan trọng trong thời gian tới. Sau đó chúng ta sẽ đi vào phần trọng tâm của ngày hôm nay là phần trao đổi về triển vọng ngành công nghệ và bán lẻ. Cuối cùng là sẽ là phần giao lưu với các nhà đầu tư khoảng 15 phút cuối cùng. Tôi xin cập nhật qua tình hình Covid. Cập nhật đến ngày 21 tháng 9 thì số người mắc trên toàn thế giới là đã hơn 31 triệu người rồi. Một số chúng ta không thể tưởng tượng được nếu mà từ đầu xảy ra. Số người chết vì bệnh dịch cũng lên đến gần 1 triệu người. Nhưng mà tuy nhiên thì nhìn mặt khác thì số hồi phục cũng rất là cao. Gần 2-3 triệu người đã khỏi bệnh. Nói chung là tình hình khá là phức tạp. Ở Việt Nam ta là rất may mắn là chúng ta kiểm soát khá tốt và đã 19 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới nào nữa rồi. Đó là một tin rất là đáng mừng ở Việt Nam. Các cái thông tin nổi bật kinh tế trong tuần ở Thụy Sĩ thì có hai định chế rất lớn, đó là Credit Suisse và UBS sắp nhập. Đây là hai định chế cực kỳ lớn trong ngành. Ở Mỹ thì cuộc đua tranh cử tổng thống rất là khốc liệt giữa hai ứng viên tổng thống là Trump của đảng Cộng hòa và Biden của đảng Dân chủ. Cái quan điểm về chính sách đối ngoại là hoàn toàn khác nhau. Trong khi Trump thì nêu cao tinh thần dân tộc, nước Mỹ trên hết, thì Biden lại thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu hóa. Thượng đỉnh EU và Trung Quốc đã diễn ra mới đây, thì EU đã đưa ra những lời cảnh báo rất là cứng rắn với Trung Quốc, và đó là phần như vậy. Việt Nam chúng ta thì thông tin từ phía Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Thành phố Thủ Đức sẽ được thành lập với sự hợp nhất của ba quận là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, sẽ có quy mô đóng góp khoảng 30% GDP cho Thành phố Hồ Chí Minh và tương đương với khoảng 7% tổng GDP cả nước. Ngành da giày thì đặt mục tiêu xuất khẩu 24 tỷ đô la trong 2020, tiếp tục giữ vững vị thế đóng góp chung vào xuất khẩu của Việt Nam. Hiện tại là Vietcombank và nhiều ngân hàng lớn là tiếp tục giảm lãi suất huy động từ 0,2% đến 0,5%, tức là từ 20 đến 50 basis point. Hiện tại là do dư thừa thanh khoản rất là nhiều. Và đặc biệt là trong các ngân hàng thương mại thì hiện tại cái mức lãi suất tiết kiệm năm rơi vào tầm độ khoảng 6-7%, nhưng riêng Techcom là rất đặc biệt, chỉ có đâu đó khoảng độ quanh mức 5% thôi. Mình cũng vừa nói chuyện với một bạn bên Techcom thì nó bên đó hiện tại thừa nguồn rất nhiều, thừa nguồn mà đặc biệt là do bên đó cho vay bất động sản ấy, thì đến cái kỳ mà gọi là grace period ấy, đúng không ạ? Ví dụ như 18 tháng đầu ưu đãi thì lúc hết lãi suất ngon rồi thì người ta trả tiền về rất nhiều, dư thừa thanh khoản khủng khiếp, đúng không ạ? Đó cũng là một đặc tính của các khoản vay bất động sản. Khi chúng ta phân tích ngân hàng ta hiểu đặc trưng như vậy, chúng ta hiểu rồi. Ok,
Trong khi thị trường chứng khoán nói chung thì đây là chỉ số S&P 500 của Mỹ rung lắc mạnh và đã điều chỉnh 8% so với đỉnh rồi. Đặc biệt là cổ phiếu nhóm công nghệ bị bán rất mạnh, Apple giảm 23% từ đỉnh này. Amazon, Facebook là cũng giảm đến 17% từ mốc đỉnh. VN-Index chúng ta thì lại tiếp tục tích cực, đúng không ạ? Này là chính thức vượt qua mốc 900 điểm rất là vững chắc, đúng không? Cổ phiếu ngân hàng là giải sóng trong phiên cuối tuần, một loạt thông tin hỗ trợ. Trong khi đó thì nước ngoài có một tuần bán ròng liên tiếp, thì nói chung là toàn bộ cái lượng bán ròng này thì do nhà đầu tư nội chúng ta hấp thụ hết toàn bộ. Rồi, đó là thông tin tổng quan trong tuần vừa rồi. Thì không biết là các chuyên gia có muốn bổ sung hay bình luận gì thêm cái phần tổng quan không? Thì các anh chị có thể, các bạn Luis có thể bổ sung thêm một cái gì đó, cái góc nhìn chung nhà đầu tư cần lưu ý gì ở đoạn này, cơ hội rủi ro ra sao, các tổng quan trước, ngắn gọn thôi, trước khi ta đi vào phần tài luận ngành. Thì em có một ý kiến nhỏ thôi. Dạ, mời bác, mời mình. Vâng, thì mình nhìn nhận, em nhìn nhận một cái thông tin là lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm. Đây nó là một yếu tố nó cũng khá là tích cực đối với những kênh mà nó thay thế cho tiền gửi tiết kiệm, ví dụ như là kênh trái phiếu hay là kênh chứng khoán cũng là một kênh được hưởng lợi. Thì mình thấy đâu đó đây là một cái trend nó cũng khá là dài hơi. Đây cũng không phải lần đầu tiên mình giảm, mình thấy là từ đầu năm đến giờ đã có những cái biện pháp kích thích rồi. Thì đâu đó mình cũng nên, đây là một cái động thái mình nhà đầu tư cũng nên xem xét rất là kỹ. Mà cái lãi suất tiếp tục trên đà giảm thì đây là một cái tín hiệu support rất là tốt. Còn nếu mà vì mình lý do nào đó, ví dụ như do lạm phát chẳng hạn, mà lãi suất nó buộc phải tăng lên thì đấy cũng là một cái warning sign. Thì em nghĩ là cái động thái về lãi suất là một cái yếu tố rất là quan trọng để mình theo dõi. Ok, cảm ơn mình. Cái khi mà chúng ta nhìn các biến vĩ mô ấy, thì mình sẽ nhìn ở hai phương diện, một là ngắn và trung hạn, với lại là một cái dài hạn, đúng không ạ? Thì hai phương diện nó đều quan trọng hết. Nhưng mà ví dụ như nếu mình nhìn các cái nền kinh tế như kiểu của Hàn Quốc ấy, trước đây là một cái bài toán mà vì văn hóa của nó khá giống mình mà đi trước, thì giai đoạn đầu giống như kiểu giai đoạn mà kinh tế tăng trưởng nhanh, rất là cần vốn, cần nguồn lực ấy, thì lãi suất nó cũng cao, đúng không ạ? Xong đến cái đoạn mà nó tích lũy được tương đối thì bắt đầu lúc đó là thời kỳ lãi suất giảm dần dần xuống như bây giờ, lãi suất rất thấp này. Thì chúng ta đặt ra một bài toán ở đây là tiếp theo cái bình luận của Minh ấy, thì anh em thử nhìn nhận là liệu đây có phải là cái điểm turning point, tức là cái điểm giống như là điểm chuyển ấy, từ cái thói quen tiết kiệm sang cái thời kỳ của đầu tư hay không. Bởi vì nếu đó là một cái confirm mang tính chất kiểu dài hạn luôn, hàng tháng luôn đó, thì đây là cơ hội rất là tốt của cái dòng tiền sẽ chuyển dịch dần sang cái hướng như vậy. Thì những công ty nào, những cái định chế nào mà bắt được cái cơ hội đó, ví dụ những công ty chứng khoán nào mà có sự chuẩn bị tốt trong cái mảng về quản lý tài sản, về đầu tư, ví dụ VN-Index chẳng hạn, đúng không ạ? Thì sẽ là một trong những cái đơn vị tiên phong mà chúng ta bắt được một cái trend rất là dài cho 10 năm tới. Với lại đây cũng là điều mà cũng chia sẻ với các quý nhà đầu tư luôn, đúng không? Vì mình làm tư vấn tài chính cá nhân, đầu tư cũng biết rất nhiều người bạn, rất nhiều anh chị em xưa nay tiền chỉ gửi tiết kiệm thôi. Thì bây giờ bắt đầu họ cũng thấy rõ ràng rồi, nhất là những cái kỳ hạn mà kiểu ngắn này thì gần như là không đáng kể mấy được nữa rồi, sao phải làm phát. Họ tìm đến các chuyên gia về tư vấn tài chính cá nhân, về đầu tư rất nhiều luôn. Đó là một cái hiện thực rất là rõ ràng của cái sự dịch chuyển dòng tiền sang cái mảng về đầu tư quản lý tài sản. Thì đây cũng là một cơ hội khá là tốt, và các anh chị cũng phải xem đó là một cái bài tấm gương lesson learned cho mình. Mình coi thử là cái phân bổ tài sản của mình hợp lý chưa, ai mà đang để tiền quá nhiều vào tiết kiệm chẳng hạn thì chúng ta phải nghiêm túc xem xét. Đây là thời kỳ của đầu tư, đó điều chắc chắn luôn, đúng không ạ? Rồi, ok, cảm ơn chia sẻ của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của ngày hôm nay, đó là triển vọng của hai ngành rất hấp dẫn, đúng không ạ? Đó là ngành bán lẻ và ngành công nghệ. Thì để cho nó có sự tập trung của việc thảo luận thì tôi xin phép đi trước vào cái phần triển vọng ngành bán lẻ trước. Thì sau đây xin mời Phục đại diện cho các panelist chia sẻ cái phần tổng quan của ngành này trước khi các chuyên gia đi vào phần tập thảo luận nha. Vâng ạ, thì ngành bán lẻ thực sự là một trong những ngành rất nhận được nhiều sự quan tâm của quý nhà đầu tư trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam về cơ bản đã tiệm cận mức $3,000, là một dấu mốc rất quan trọng đối với cái ngành bán lẻ.
ở các cái nước đi trước trên thế giới như Hàn Quốc hay là Đài Loan hay là Malaysia vân vân. Thì sau đây tôi sẽ đi vào tổng quan về ngành bán lẻ, giới thiệu đến quý vị và các bạn cái triển vọng của ngành này như thế nào. Thì trước tiên là tăng trưởng, ở trên đây là chúng tôi có một cái biểu đồ về tăng trưởng GP và một số ngành. Thì để cho nó đồng thuận thì chúng tôi sử dụng GP danh nghĩa, tức là cộng thêm lạm phát. Đấy, ví dụ như bán lẻ thì chúng ta tính doanh số là tính doanh số theo lạm phát này, đúng không? Thì tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trưởng tới 18,4% trong cái giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2019-20 này. Và cao hơn mức tăng trưởng GP danh nghĩa 13,9%, tức là cao hơn khoảng độ 4,5% so với mức tăng trưởng GP danh nghĩa. Thì quý vị hãy thử tưởng tượng rằng mỗi năm nó tăng tới gần 19%, rất là cao, một mức rất là cao đúng không ạ? Tiếp theo là tín dụng thì cũng là một cái lĩnh vực tăng trưởng rất mạnh, tăng tới 25,5% thì nó liên quan đến cái ngành ngân hàng. Rồi về tổng mức bán lẻ hàng hóa của Việt Nam năm 2019 thì đạt 3,74 triệu tỷ đồng. Thì chúng tôi cho rằng 2020 sẽ tăng lên 3,85 triệu tỷ đồng, thì mức tăng chỉ khoảng 3% thôi. Thì nguyên nhân do ảnh hưởng bởi Covid, thì cái này thì nó sẽ là cái tốc độ tăng trưởng chậm này sẽ là ngắn hạn mà thôi. Và đến 2021 hay 2022 mà cái Covid được kiểm soát tốt thì cái tăng trưởng bán lẻ này sẽ rất là mạnh mẽ, sẽ tăng trưởng trở lại. Chúng tôi cho rằng là sẽ cao hơn so với GDP tăng nghĩa danh nghĩa, tức là cao hơn 10% một năm trong 5 năm tới. Thì đấy là về cái tăng trưởng của mức bán lẻ. Tiếp theo thì một trong những yếu tố hỗ trợ rất tốt cho việc tăng trưởng bán lẻ đó chính là cái tốc độ đô thị hóa của Việt Nam hiện nay đang rất cao, khoảng 3% một năm, trong khi cái tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam mới là 36% trong năm 2019. Thì quý vị và các bạn có thể nhìn ở cái biểu đồ trên thì Việt Nam đang ở cái vùng vừa tăng trưởng mạnh nhất lại còn dư địa lớn nhất trong cái việc đô thị hóa. Thì khi đô thị hóa mà tăng trưởng nhanh thì sẽ góp phần thúc đẩy cái ngành bán lẻ tăng trưởng rất là mạnh. Rồi tiếp theo là cái dự báo cái số dân trên một hộ gia đình của Việt Nam thì có xu hướng giảm từ 4,8 người trên hộ dân từ năm 1989 thì đến nay còn có 3,4 người trên một hộ dân thôi. Thì chính cái hộ dân ngày càng nhỏ hơn, tức là quy mô hộ dân thì tăng ra, còn số lượng trên người trên hộ dân nó nhỏ đi thì nó cũng góp phần thúc đẩy rất là nhiều các cái mảng bán lẻ phát triển. Ví dụ như là cùng 100 triệu dân chẳng hạn, trước kia thì là có khoảng độ 20 triệu gia đình thôi, nhưng bây giờ do số lượng người trên một gia đình nhỏ thì có thể lên đến 30 triệu gia đình. Thì rõ ràng 30 triệu gia đình thì sử dụng số lượng điều hòa này, số lượng tivi này vân vân nó sẽ nhiều hơn một cách tự nhiên ạ. Tiếp theo, về ngành bán lẻ dược phẩm thì chúng tôi dự báo rằng là sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá tốt. Thì năm 2018 thì Việt Nam dành tới 6,65 tỷ USD cho chăm sóc sức khỏe, bao gồm khám bệnh, thuốc và thực phẩm chức năng. Thì chi tiêu cho sức khỏe tính theo tính toán thì chiếm tới 3% chi tiêu của hộ gia đình. Và dự báo tỷ lệ này sẽ tăng trong thời gian tới, cùng với việc thu nhập bình quân của người dân tăng và sức khỏe là cái yếu tố được quan tâm nhiều nhất khi thu nhập chúng ta tăng cao lên. Thì Việt Nam nằm trong các nước có tỷ lệ chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe cao nhất châu Á, khoảng 7,1% giai đoạn 2013-2017, và dự báo có thể tăng lên tới 8,1% trong năm 2022. Và chúng ta lưu ý rằng GDP thu nhập của chúng ta đang tăng với tốc độ rất mạnh, cộng thêm lại tăng trưởng thêm về cái tỷ lệ chi tiêu nữa. Do đó là cái lĩnh vực dược phẩm này thì được dự báo là sẽ tăng trưởng rất tốt ạ. Về thị trường bán lẻ dược phẩm thì hiện nay đã phân mảnh khá cao. Thì các cái chuỗi về dược phẩm như là Pharmacity, Long Châu, Mediacare, Guardian, Fano hay An Khang thì hiện nay mới chiếm có 900 cái cửa hàng thôi. Thì trong cái lĩnh vực này thì thuốc đang được phân phối qua hai kênh chính. Một là kênh bệnh viện, phòng khám và nhà thuốc tư nhân. Thì trong đó thì bệnh viện theo chúng tôi tính toán thì chiếm khoảng 70% doanh số bán lẻ. Thì 30% còn lại thì tương ứng với 1,7 tỷ USD. Thì với gần 60% quầy thuốc tư nhân đang cạnh tranh trên cái phân khúc này, miếng bánh này. Và thị trường bán lẻ OTC được cho là rất phân mảnh với gần 60.000 quầy thuốc tư nhân cơ. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là chuỗi bán lẻ chiếm có chưa đến 1.000 thôi, tức là rất nhỏ ạ. Thì bán lẻ hiện đại là một xu hướng tất yếu. Tuy nhiên với chúng tôi đánh giá thì
cái lĩnh vực dược này sẽ không thể thuận lợi cho các nhà bán lẻ chuỗi được, do một là cái sự bao phủ dày của các cửa hàng thuốc tư nhân, thứ hai nữa là không có sự khác biệt về cái mặt sản phẩm giữa các cái cửa hiệu thuốc chuỗi và những cái cửa hiệu thuốc bán lẻ. Thế do đó là rất khó cho các cái chuỗi bán lẻ hiện đại có thể phát triển mạnh mẽ ở trong cái lĩnh vực này. Chính vì thế chúng tôi chưa nhận thấy nhiều cái cơ hội trong cái lĩnh vực bán lẻ dược phẩm cho dù nó tăng trưởng rất là mạnh. Về thị trường công nghệ thì sản phẩm công nghệ thì đã bão hòa. Tuy nhiên điện máy thì vẫn còn dư địa tăng trưởng rất là mạnh. Thì số lượng điện thoại trên 100 hộ dân năm 2020 của mình là khoảng 202 chiếc điện thoại, tức là mỗi hộ dân là 2,2 chiếc đấy. Thì trong khi số người trên một hộ dân là 3,6 người. Thì như vậy là người lớn về cơ bản là đã có điện thoại riêng hết rồi. Do đó là cái hàng hóa lâu bền triển vọng trong cái ngành ICT này thì đến từ việc là người dân chuyển từ điện thoại cơ bản sang điện thoại smartphone thôi. Rồi là việc vòng quay thay thế cái điện thoại này. Đấy, thì trong khi các cái sản phẩm về điện máy thì vẫn còn có thể tăng trưởng rất là tốt, thì tỷ lệ thâm nhập còn thấp và cái số lượng hộ gia đình đang ngày càng nhiều lên do cái tỷ lệ người trên một hộ gia đình đang thấp xuống. Hơn nữa là bây giờ cái giai đoạn này đó là những cái anh chị sinh ra ở những năm 8X, 9X thì đang gọi là mua thêm các cái căn nhà mới, đang mua thêm rất nhiều. Thì thành ra là họ cũng sẽ sắm cái điện máy sẽ tốt hơn rất nhiều, sẽ tăng trưởng tốt. Về cái thị trường điện tử thì người dẫn đầu có lợi thế rất là đáng kể đối với thị trường này ở Việt Nam. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên biểu đồ trên, một mình tức là có 4 hãng bán lẻ chiếm tới 60% thị phần. Thì trong đó riêng nhà bán lẻ được dẫn đầu là Thế Giới Di Động thì chiếm tới 42% thị phần, bao gồm cả điện tử, điện máy. Thì nó bỏ xa so với tất cả các đối thủ còn lại, tức là 3 đối thủ đứng ở phía sau thì đâu đó chiếm có 20% thị phần thôi, nhưng riêng Thế Giới Di Động chiếm tới 42% thị phần. Thì về tăng trưởng doanh thu thì Thế Giới Di Động tăng trưởng rất là ấn tượng và cao hơn thị trường chung, và giờ đây thì nó đang chạm đến ngưỡng 50% thị phần. Thì tuy cái tốc độ tăng trưởng có cao nhưng mà nó cũng cơ bản cũng chậm rồi, do đã chiếm cái thị phần quá lớn rồi. Và cái vị thế nhà bán lẻ hàng đầu như Thế Giới Di Động thì có lợi thế rất mạnh về sức mạnh đàm phán. Thì quý vị thử tưởng tượng rằng cái công ty này nó chiếm hơn 50% thị phần rồi. Thế do đó là các nhà cung cấp sẽ cần nó hơn rất nhiều. Đó, và nó nhập hàng cao gấp khoảng độ 6 đến 7 lần so với những cái đối thủ phía sau. Thế do đó là cái việc chiết khấu rất là cao. Chính vì thế cái biên lợi nhuận của nó cao hơn hẳn so với những đối thủ phía sau. Ví dụ như là Thế Giới Di Động chúng tôi tính biên lợi nhuận chung là khoảng 5,5%, cao hơn so với mức chỉ 2% của FRT và 1,5% của MediaMart hay là Nguyễn Kim. Tiếp theo về thị trường bán lẻ thực phẩm thì đây là một cái đại dương xanh cho các nhà bán lẻ. Thì thực phẩm là một cái mặt hàng thiết yếu và chiếm tỷ trọng chi tiêu rất lớn của người dân với khoảng 40% tổng chi tiêu. Và cái chi tiêu cho thực phẩm thì tăng trưởng tới 18,4% một năm trong cái giai đoạn 2002 đến 2018 và dự báo sẽ là đạt khoảng 46 tỷ đô năm 2020. Có thể thấy là quy mô rất lớn, rất khủng khiếp ạ. Và dự báo cái tăng trưởng của thị trường bán lẻ thực phẩm tương đương với mức tăng trưởng của GDP doanh nghĩa, tức là mức tăng khoảng hơn 10% một năm đấy. Thì với cái này thì mặc dù các cái kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị hay trung tâm thương mại của chúng ta đã tăng, nhưng mà hiện nay cái số lượng cũng như là cái tỷ trọng chiếm vẫn nó vẫn chưa lớn. Do đó là còn cái dư địa và tiềm năng trong tương lai tăng trưởng rất tốt. Thì như chúng ta nhìn thấy ở trên đây là kênh bán lẻ truyền thống về cơ bản vẫn chiếm 90% doanh số bán lẻ, gần 90%. Doanh số bán lẻ của các cái chuỗi bán lẻ thì hiện nay là đạt khoảng 6,9 tỷ USD. Thì bằng mấy số bán lẻ của cái số lẻ của cái thị trường này thôi. Cúpmark thì hiện đang dẫn đầu với thương hiệu bán lẻ hiện đại, tuy nhiên là doanh số thì cũng chỉ đạt 2,1 tỷ đô. Trong khi đó thì hiện diện đã rất là lâu rồi, mấy chục năm rồi. Tiếp theo đó thì Vinmark đứng thứ hai với doanh số 1,3 tỷ đô. Big C Vinmark, rồi là Bách Hóa Xanh. Thì Bách Hóa Xanh ra đời từ năm 2016 nhưng cũng đã đạt 0,5 tỷ đô sau 3 năm hoạt động. Thì đến 2020 này thì cái
có thể đạt lên đến khoảng độ 1 tỷ đô và xếp ở vị trí thứ 2, thứ 3 trong cái hệ thống bán lẻ này. Về việc xác định đối thủ lớn nhất thì sẽ quyết định cái thành công của chuỗi bán lẻ thực phẩm hiện đại thì chúng tôi có đánh giá qua ở đây là liên quan đến là về sức mạnh đàm phán của nhà cung cấp đối với những cái hãng bán lẻ hiện đại chẳng hạn, thì ở Việt Nam là thấp, do Việt Nam là nước có lợi thế về nông nghiệp, số lượng các nhà cung cấp thì đa dạng, hàng hóa thiết yếu thì mang tính khá là phổ thông rồi, thì do đó là cái phần này phục áp lực. Vâng ạ. Tiếp theo là về cái áp lực từ đối thủ mới thì nó ở mức trung bình cao thôi, chứ nó không quá mạnh. Rồi là sức mạnh đàm phán của khách hàng thì chúng tôi có đánh giá cũng ở mức trung bình. Rồi là áp lực từ đối thủ trong ngành thì ở mức trung bình khá cao, do có được cái sức hút từ rất nhiều các cái nhà bán lẻ ở trên thế giới nhòm ngó đến cái thị trường Việt Nam này. Đó. Và tương lai như thế nào đối với các cái mảng bán lẻ thì như ở trên đây chúng tôi có một cái biểu đồ đưa ra. Thì về điện máy xanh thì nó thiên về cái phần ngôi sao hơn, tức là tốc độ tăng trưởng vừa cao mà lại còn dư địa rất lớn trong tương lai. Còn về lĩnh vực bán lẻ ICT, các thiết bị ICT như điện thoại chẳng hạn, thì là ở cái mức độ là bây giờ tăng trưởng đã thấp rồi và cái độ phủ nó cũng rất lớn rồi. Tiếp theo là về lĩnh vực thuốc thì chúng tôi cho rằng tiềm năng tăng trưởng thì rất lớn, nhưng mà nó đặt một cái dấu hỏi, đó là cái sự cạnh tranh và rất là khó mở rộng cái chuỗi bán lẻ này. Thì tiếp theo là về cái thực phẩm. Thì đây là một thị trường có thể nói là vô cùng rộng lớn, như vừa trao đổi, chiếm tới 40% tổng thu nhập của người dân. Đó. Thì tuy nhiên là cái lĩnh vực này thì vẫn các cái doanh nghiệp ở đây về cơ bản vẫn chưa đạt được cái kết quả kinh doanh tốt. Thì nó vẫn là một cái dấu hỏi ở trong hiện tại. Nhưng mà trong tương lai thì khi mà nhu cầu thu nhập bình quân cao, chi tiêu trên mỗi đơn hàng lớn hơn, nhu cầu ngày càng gia tăng, thì chúng tôi kỳ vọng cái lĩnh vực bán lẻ thực phẩm này sẽ trở nên rất hấp dẫn trong tương lai. Đó. Rồi, phần này, rồi xin đó. Xin cảm ơn ông Phục. Anh Phục đã viết qua cho mọi người cái bức tranh tổng thể cái triển vọng của ngành bán lẻ, nhìn trên khía cạnh các driver chính, rồi đi vô từng cái phân khúc, đúng không ạ? Thế là chi tiết. Thế thì còn bắt có bổ sung gì thêm cái view của em liên quan đến cái triển vọng của ngành bán lẻ không? Em có thể bổ sung cho các nhà đầu tư từ từ xem. Cảm ơn anh Phục đã cung cấp thông tin khá là cơ bản về thị trường tiềm năng của bán lẻ. Thì thực tế là về dài hạn, ngành bán lẻ của chúng ta vẫn còn là khá tiềm năng. Tuy nhiên là em điểm thêm một số thông tin về cái tác động ngắn hạn, đặc biệt là từ Covid. Khi mà tác động vào cái thị trường Việt Nam thì ở trên slide đó là hai cái thông tin cập nhật mới nhất của Google về cái hoạt động cộng đồng khi mà đến tới các trung tâm thương mại cũng như là các cái cửa hàng bán lẻ và nhà thuốc. Thì có thể thấy đó là cái báo cáo của Google cho thấy là các hoạt động mua sắm tại các siêu thị và cửa hàng trong tháng 8 của Việt Nam đã hồi phục khá là mạnh, nhất là sau cái giai đoạn đó là đầu tháng 8 khi mà bị tác động bởi Covid tại Đà Nẵng. Cũng như là chúng ta có thể thấy đó là cái đường màu đỏ, đó là cái sự hồi phục của sự hồi phục của Việt Nam. Em to tiếng sau tháng 4 đối với cái hoạt động mua sắm tại các cửa hàng bách hóa và nhà thuốc thì Việt Nam là duy trì là cái vị trí dẫn đầu về sự tăng trưởng, có nghĩa là so sánh với trước đây thì hoạt động mua sắm tại các cửa hàng bách hóa thì vẫn đạt top trong các thị trường, và ở so sánh ở ASEAN thì Việt Nam mình đang có một cái vị thế rất là tốt về bách hóa và nhà thuốc. Trên slide tiếp theo với anh. Rồi tiếp theo là về cổ phiếu cụ thể hả em? Dạ, thì cổ phiếu cụ thể thì... Cổ phiếu cụ thể thì tí nữa mình thảo luận em ạ. Phần đầu mình nói tổng quan về ngành trước đã ha. Đó, vừa rồi là view của Phục và Bách về trung quan tổng quan ngành rồi. Như ta nói là cách tiếp cận mình sẽ bắt đầu từ overview chung về ngành, các driver nào các nhà đầu tư cần nhìn, đúng không ạ? Đến tình hình hiện tại và tương lai ra sao, đâu là driver cần phải nhìn vào đó. Thế là chúng ta nói tập trung vào những cái điểm key point như vậy để mà người nghe biết được là sau này theo dõi người ta cần theo dõi điều gì, đúng không ạ? Thế thì xin mời Minh có thể bổ sung thêm là cái view chung của em về ngành bán lẻ của Việt Nam triển vọng như thế nào thời gian tới. Vâng, thì cảm ơn anh Phục với cả Bách thì đã chia sẻ cái thông tin, nhất là cái slide của Bách thì có nói về là cái việc traffic
tại những trung tâm thương mại hay là chợ của Việt Nam thì nó hồi phục rất là tốt. Thì em nghĩ là về mặt bằng chung ý, thì cái việc mà mình chính phủ mình kiểm soát được dịch bệnh tốt hơn thì nó đã thể hiện là bằng chứng là khiến cho là cái hoạt động thương mại của mình, hoạt động nội địa của mình là nó tốt hơn rất là nhiều. Thì tất nhiên là đâu đó mình cũng không thể biết được sẽ có những cái làn sóng tiếp theo khi mà cái áp lực mà phải mở cửa ra nó như thế nào. Nhưng mà với kinh nghiệm điều hành của chính phủ thì em nghĩ rằng là nếu nó có xảy ra thì mình cũng sẽ khoanh vùng và kiểm soát một cách tốt hơn. Thì hôm nay thì cũng nhân đây thì em cũng có xin có một cái cơ hội đầu tư mà em muốn chia sẻ với mọi người trong cái lĩnh vực bán lẻ. Tí ở phần sau phát là nói luôn nhé, chờ tí thôi, chắc vài phút nữa là xong. Rồi xin mời Toàn, view của Toàn có bổ sung một chút gì? Em cũng đồng ý với cả ý kiến của anh Phục, Bách với cả Minh thôi. Thì bán lẻ thì lại thuận với cả cái thu nhập và chi tiêu của người dân. Và với cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam bây giờ vẫn đang ở mức rất là cao, 6,5-7% một năm. Thì và cái mức thu nhập của người dân, cái số lượng của người dân tăng thu nhập và số lượng trung lưu càng ngày càng tăng lên thì nó sẽ rất là cái tailwind rất tốt cho ngành bán lẻ. Còn lại thì những cái nội dung trước thì đã rất đầy đủ rồi. Rồi cảm ơn Toàn. À hồi nãy trong cái phần chia sẻ của Phục ấy, chỗ mà cái mảng về ICT mà điện thoại smartphone ấy. Thì có một cái phân tích cũng khá là thú vị mà mình đi vô detail một chút để mình thấy là cái triển vọng liệu nó còn hay không. Thì mình không nên chỉ nhìn mỗi cái là đa số người dân có smartphone rồi. Thực ra nếu có tất kỹ trong nhá thì em sẽ nhìn thấy nó có thêm chi tiết như này. Những người có điện thoại iPhone hiện tại mỗi lần mà cập nhật dòng mới thì đổi. Và cái xu thế thói quen của người Việt Nam chúng ta rất nhiều người làm như vậy. Mặc dù là thực ra xét ở góc độ tài chính cá nhân là mình thấy rất xa xỉ đúng không ạ? Vâng. Thực tế là có nhiều người cứ ra dòng mới, mỗi năm họ đổi cái. Theo mốt ạ. Thì cái đó nó cũng tạo ra thêm động lực tăng trưởng nhé. Cái thứ hai là những người mà dùng ở dòng iPhone thấp, sau khi thu nhập họ tăng lên, đúng không? Họ đổ qua dòng iPhone xịn nhất. Tiếp tục một driver thứ hai này. Cái thứ ba là đang dùng smartphone khác, đúng không? Giờ trước đây không có nhiều tiền, nhờ thành quả kinh tế như này, họ đổ qua dùng iPhone. Nó xịn hơn, ngon hơn. Và cuối cùng mới là điện thoại bình thường chuyển sang smartphone. Đã, ý là như vậy để mình bóc tách ra thì là liệu nó còn cái dư địa để nó tăng trưởng trong cái mảng đó hay không. Thế nếu mình đánh đồng chỉ mỗi smartphone thì mình sẽ là không đủ nữa. Ý là như vậy. Rồi ok, bây giờ ta sang cái phần đó là tổng quan về ngành rồi và các anh em đều đưa ra cái triển vọng chung cũng như là những cái phân khúc cụ thể. Thế bây giờ về cơ hội cụ thể trong cái ngành bán lẻ này thì các chuyên gia có thể đề xuất. Đầu tiên xin mời mình người đang rất là nóng lòng muốn chia sẻ idea của mình trong ngành này. À, vâng. Thì hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ một cái cơ hội đầu tư đang cảm thấy khá là hay, đó là về PNG. Thì trước hết thì mà lựa chọn một cổ phiếu nào đó thì cá nhân em thì rất là quan tâm đến cái lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. Bởi vì có rất nhiều cách để doanh nghiệp có thể tăng được cái doanh thu của mình. Thế nhưng mà khi mà không có một cái lợi thế cạnh tranh bền vững ấy thì các đối thủ khác hoàn toàn họ thấy đây là một miếng ăn rất là ngon, họ cũng có thể làm tương tự và cái sự cạnh tranh nó sẽ ăn mòn cái lợi nhuận. Chính vì thế nên là nếu mình không phải là đầu tư lướt sóng mà mình là đầu tư dài hạn thì mình nên lựa chọn những doanh nghiệp nào mà có lợi thế cạnh tranh bền vững. Thì tại sao em lại nói là PNG là một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững? Thứ nhất thì là khi mà mình nói về PNG thì là đây là một doanh nghiệp vừa sản xuất đồ trang sức mà cũng vừa kinh doanh phân phối và bán lẻ. Tức là đâu đó nếu mà mình nhìn vào cả một chuỗi giá trị từ nguyên vật liệu này, thiết kế này, sản xuất này, phân phối, bán lẻ thì đều có cái sự hiện diện của PNG. Thế nhưng mà khi một cái doanh nghiệp ấy, mà nó có cái sự hiện diện ở càng nhiều cái bước trong cái chuỗi giá trị thì cái khả năng mà cạnh tranh của nó so với đối thủ càng lớn hơn. Thì ở đây ngoại trừ cái phần nguyên liệu nó là vàng bạc, nó là một thứ commodity nó khó mà có sự khác biệt giữa các đối thủ, thì hầu hết các cái phần còn lại, cấu phần còn lại nó đều cho thấy có một lợi thế cạnh tranh bền vững. Thứ nhất là về mặt thiết kế thì là đội ngũ của PNG rất giàu kinh nghiệm và nếu mà mình theo dõi thì họ liên tục ra những cái bộ sưu tập mới, gần đây nhất là những bộ sưu tập mà lấy theme của Disney. Và thứ hai là họ có một cái công suất sản xuất rất là tốt. Cái nhà máy của họ có hiện tại là công suất khoảng hơn 4 triệu sản phẩm một năm. Tức đâu đó là bằng tất cả các cái người chơi khác ở Việt Nam cộng lại, thậm chí là còn nhiều hơn. Và ở đây là cái
cái đội mà sản xuất cái trang sức đấy thì phải là đội có tay nghề cao, không những là có thợ kim hoàn mà có cả nghệ nhân kim hoàn nữa, những người phải có rất là lâu năm trong ngành. Và ở Việt Nam thì không có nhiều nơi có thể đào tạo được cái nhân lực tay nghề cao này. Tiếp theo là về mặt phân phối, ở đây là P&J là có thể có những mẫu sưu tập rất là đẹp, họ có thể bán buôn cho những cái cửa hàng nhỏ lẻ và bán ra thị trường. Và hơn thế nữa là về bán lẻ thì họ vừa có những mẫu thiết kế đẹp, họ lại vừa có hệ thống cửa hàng phủ rộng khắp cả nước. Như vậy là nếu mà trong năm cái bước của cái chuỗi giá trị thì P&J là có 4 bước mà họ có sự hiện diện rất là tốt. Chưa kể là kinh doanh vàng nữa, là ngành kinh doanh có điều kiện, và bán lẻ cũng là một ngành mà nước ngoài họ có cái rào cản rất là lớn. Thế mình tựu chung lại, mình thấy là cái lợi thế cạnh tranh của P&J là một trong những cái công ty bán lẻ mà có lợi thế cạnh tranh, em nghĩ là bền vững nhất trên thị trường niêm yết. Thì cái lợi thế cạnh tranh bền vững này nó translate ra kết quả hoạt động kinh doanh như thế nào? Thì đây thì em có làm một cái chart là so sánh tăng trưởng doanh thu vàng trang sức của P&J và tăng trưởng trang sức vàng của thị trường Việt Nam nói chung. Thì mọi người thấy là luôn có một cái độ gap, P&J trong 10 năm trở lại đây luôn tăng trưởng tốt hơn trung bình ngành. Thậm chí là khi Covid hit thì là ngành giảm rất là thê thảm, trong khi P&J thì cũng có giảm, nhưng mà mình có thể xem là cái sự giảm nó rất là nhẹ so với ngành. Thì đấy là thì một phần là bốn cái bước ở trong cái chuỗi giá trị nó giúp cho P&J có thể đạt được cái kết quả là outperform thị trường nói chung như thế này. Và cái thứ hai là mình nhìn vào cái biên lợi nhuận gộp thì mình thấy là nó có một bước nhảy vọt rất lớn vào năm 2015. Đây là cái năm gần như bản lề khi P&J là chuyển đổi từ là kinh doanh vàng miếng chiếm tỷ trọng lớn của doanh thu sang kinh doanh vàng trang sức, thì nó khiến cho cái biên gộp nó tăng lên rất là cao và nó cũng đẩy cái biên lợi nhuận dòng tăng lên rất là cao. Và đây là một sẽ là một cái yếu tố mà em nói nhiều hơn về phần định giá tại sao yếu tố này rất là quan trọng. Thì ở đây em có nói một chút, nếu mà ai có đầu tư P&J vào năm 2019 thì sẽ có một cái kinh nghiệm nó không phải là quá là vui khi mà họ có cái sự cố về ERP. Ừ. Thì em nói chút một chút về cái ERP nó là gì. ERP nó là hệ thống quản trị nguồn lực cho toàn công ty và tập đoàn. Thì đây là một cái hệ thống rất là lớn, nó cỡ khoảng mười mấy triệu đô hay là nhiều hơn trong doanh nghiệp lớn như P&J. Thì cái tại sao cái này lại rất quan trọng, bởi vì nếu mà nghiên cứu về cái đặc thù triển khai ERP trên thế giới thì người ta sẽ chia ra rất là nhiều cấp độ triển khai ERP. Thì nếu mà mình nhìn vào là P&J là có doanh thu rất lớn cộng thêm nhiều ngành nghề phức tạp và triển khai một hệ thống lớn như là 4HANA của SAP, thì mình thấy rằng là P&J đang triển khai một hệ thống ERP thuộc top đầu. Và thường khi mà triển khai hệ thống ERP top đầu ấy thì nó có rủi ro nó rất là lớn, bởi vì cái cấu phần nó rất là phức tạp. Thì P&J lại chọn một cách triển khai nó hơi rủi ro, đó là ngắt phụt cái hệ thống cũ và bắt đầu hệ thống mới thay vì chạy song song để test. Chính vì thế nên nó bị lỗi mất 2 tháng, và cái này nó khiến cho là cái kết quả kinh doanh quý 2 của 2019 nó rất là tiêu cực. Nhưng mà đổi lại, khi mà mình nhìn vào cái triển khai ERP ấy, thì mình thấy là cái lợi thế nhiều nhất khi mà triển khai ERP nó là thay đổi về quy trình và cách tổ chức. Và cái này nó sẽ làm hiệu quả hóa cái quản lý chi phí. Và có một cái survey của tổ chức Paranoma thì hầu hết những cái đơn vị mà triển khai ERP với quy mô lớn như là top 1 thì nó sẽ mất khoảng 14 tháng để cái effect này nó thực sự show một cách đáng kể. Thì nếu mà tính từ quý 2 2019 đến nay thì đâu đó đây là một cái thời điểm vàng để mình nhận thấy là sắp tới cái quản trị hệ thống của P&J nó sẽ được tốt hơn do cái điểm rơi của ERP này. Thì em nghĩ là cái không hay của 2019 nó sẽ là tiền đề cho cái 2020 này. Và thực ra tại sao em lại chọn cái ngành cái P&J này, trong khi mọi người nói là đây là một ngành kinh doanh đồ xa xỉ, nó có tính rủi ro chu kỳ rất là lớn, thì tất nhiên là mình hiểu là nó luôn có cái rủi ro chu kỳ như vậy. Nhưng mà bởi vì như thế nên là nó có một cái mức định giá mà em cho rằng là nó khá là hợp lý. Thì nếu ở đây mình nhìn vào cái trung bình định giá theo PE 10 năm thì mình thấy là nếu mà chỉ nhìn đơn thuần là từ năm 2010 đến 2020 thì đâu đó cái chart này là nó hơi bị lag mấy ngày, em chưa update đến ngày gần đây nhất. Thì nếu mà nhìn trung bình 10 năm thì nó vẫn khá là rẻ, nó đâu đó là cái đường trung bình này nó là đang là đường màu xanh lá cây, à quên, xanh lam, thì cái đường PE nó vẫn đang thấp hơn đường trung bình, thì nó vẫn là khá là rẻ. Tất nhiên là nó không phải là quá rẻ, nhưng mà nếu mọi người nhớ lại cái chart này em nói
là cái năm bản lề chính là năm 2015, chính là cái năm mà họ thay đổi hoàn toàn cái chiến lược của doanh nghiệp, chuyển từ kinh doanh vàng miếng sang một doanh nghiệp mà thuần hơn về kinh doanh vàng trang sức. Thì cái năm đấy mình nên lấy là một cái năm bản lề để mình xem xét đây là một mô hình kinh doanh mới. Thế nếu như mình lấy từ năm 2015 thì PE của P&J hiện tại rất hấp dẫn, nó là dưới một độ lệch chuẩn, dưới một đường trung bình. Thì đâu đó khi mà mình mua mà P&J ở cái giai đoạn này thì mình sẽ có một cái hiệu ứng gọi là double gain. Tức là sao, khi mình mua ở một cái giai đoạn mà mọi người đang chưa có niềm tin nhiều vào doanh nghiệp thì mình sẽ ăn hai cái lợi. Thì nếu như doanh nghiệp phục hồi, mình ăn được cái lợi nhuận của doanh nghiệp gia tăng trên cái base rất là thấp. Và cái thứ hai là khi mà lợi nhuận gia tăng, mọi người thay đổi sentiment, mọi người chấp nhận trả cho nó một cái PE cao hơn, thì vô tình là mình sẽ ăn được cả về tăng trưởng lợi nhuận lẫn tăng trưởng về định giá. Chính vì thế tại sao em lại lựa chọn doanh nghiệp P&J, mặc dù là có vẻ là nó có cái rủi ro chu kỳ cao hơn những doanh nghiệp bán lẻ trong lĩnh vực ICT hay là thực phẩm như là Thế Giới Di Động. Ok, cảm ơn mình. Khá là vừa ngắn gọn nhưng rất là đuối, đúng không ạ? Nếu ta nhìn câu hỏi này, thì các panelist khác có bình luận gì về cái câu hỏi P&J mà anh Minh vừa đề xuất không? Chúng ta có cùng view với anh Minh không, hay là khác ở chỗ nào, đúng không ạ? Kể cả tất cả các góc độ về fundamental cũng như là định giá thì hay là rủi ro gì đó thì các anh em có thể bổ sung thêm hoặc là phản biện lại cái view vừa rồi. Anh Phục có ý kiến gì thêm không? Dạ, về P&J thì em cũng hoàn toàn đồng tình với việc anh Minh đưa ra. Đó là đây là một cái doanh nghiệp tạo ra một sự khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại ở trong cái lĩnh vực bán lẻ trang sức. Và trong cái lĩnh vực trang vàng bạc đá quý ấy, thì rõ ràng bán lẻ trang sức nó mang lại cái biên lợi nhuận rất cao, rất tốt, và lợi thế cạnh tranh của P&J nó cay càng mạnh. Và cái biên lợi nhuận thực tế soi của P&J thấy rằng là nó vẫn còn đang tăng được tiếp cơ. Đó, nhờ những cái vị thế đó. Thì có một điều là như anh Minh cũng đã đưa ra, đó là Covid thì nó có thể ảnh hưởng ngắn hạn, nhưng mà khi kinh tế phục hồi thì rõ ràng ông này cũng sẽ là một trong những ông bật lại mạnh nhất, đúng không ạ? Ngoài ra thì nếu mà giá vàng mà tiếp tục tăng nữa thì cũng có thể ảnh hưởng xấu một chút nữa, một chút thôi, đối với cái hoạt động kinh doanh của P&J. Bởi vì chúng ta cứ thử tưởng tượng như này, giá vàng 36, 35, 36 chẳng hạn, thì một cái vòng trang sức nó có khoảng độ, ví dụ như là khoảng 18 triệu thôi chẳng hạn. Thì khi giá vàng mà lên đến 55, 60 thì rõ ràng cái vòng ấy nó cũng phải lên đến khoảng độ gần 30 triệu. Thế thành ra nó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào, thì có thể là nó kéo chậm cái việc phục hồi hơn một chút thôi. Nhưng tuy nhiên là khi thu nhập tăng đủ tốt và khi giá vàng nó lại đi ngang chẳng hạn, hay là ổn định chẳng hạn, thì lúc ý lại có một sự tăng trưởng rất mạnh bù cho cái giai đoạn trước đó. Thì rõ ràng là đầu tư P&J thì theo em thì cũng cần phải kiên nhẫn một chút, và chúng ta có tầm nhìn dài, đúng không anh Minh? Rồi, cảm ơn anh Phục. Anh Bách có muốn có ý kiến gì thêm về P&J không? Hay là em muốn sang mua Apple hay như nào, tùy em? Chắc thì em bổ sung thêm một số thông tin về P&J. Ok, mời em. Thực tế mà nói thì em cũng đồng ý với anh Minh, đó là về mặt thị trường thì P&J nó đã tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh rất tốt. Và trong cái quá trình Covid thì thực tế P&J cũng đã chiếm một thị phần khá lớn hơn, đã tăng trưởng thị phần. Một phần là do cái size quy mô của thị trường là co lại do nhu cầu người tiêu dùng đã giảm đi, cũng một phần đó là do các cửa hàng bán lẻ trang sức khác họ cũng đã giảm đi kinh doanh của họ, thì cho nên là cái mảng bán lẻ của P&J vẫn duy trì khá là ok. Tuy nhiên là em cũng đồng ý với anh Phục ở chỗ đó là nếu mà muốn đầu tư vào P&J thì chúng ta cần phải quan sát thêm một thời gian nữa của tôi. Tại vì P&J mới ra báo cáo kết quả kinh doanh tháng 8 thì kết quả kinh doanh cũng đã bắt đầu phản ánh được cái sự tác động của Covid hậu đại dịch. Với kinh doanh thu thuần của tháng 8 là giảm 8% và lợi nhuận sau thuế giảm 12%, thì lợi nhuận sau thuế của 8 tháng 2020 đã giảm 23%. Thì trong cái trường hợp này thì em nghĩ là em đồng ý với anh Phục là mình nên quan sát thêm một thời gian về cái sự hồi phục của P&J sau đại dịch, mặc dù là em đánh giá rất là cao về cái tiềm năng của P&J. Ok, cảm ơn Bách. Bách muốn bổ sung nói thêm về Thế Giới Di Động không? Vâng ạ, thì trong ngành bán lẻ thì cái
một cái cổ phiếu rất là được tiềm năng, đó là em nhận thấy đó là Thế Di Động. Thì em xin cập nhật thêm một số cái thông tin của Thế Di Động, đó là doanh thu trong 7 tháng là tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong đó là chủ yếu là nhờ vào Bách Hóa Xanh. Khi mà đây là rõ ràng đó là một cái xu hướng được hưởng lợi sau đại dịch, khi mà cái doanh thu về cái hàng tạp hóa cũng như hàng tươi sống được người dân quan tâm hơn, và cũng như là Bách Hóa Thế Di Động đã đẩy mạnh mở rộng cái chuỗi Bách Hóa Xanh. Điện Máy Xanh và Thế Di Động là hai chuỗi đạt được cái kết quả gọi là tác động khá nặng của đại dịch, khi mà Điện Máy Xanh thì đi ngang và Thế Di Động đó là giảm 15% so với cùng kỳ. Thì cập nhật em cũng xin cập nhật một tí về cái tình hình của Thế Di Động, đó là vừa qua họ cũng đã có báo cáo 8 tháng cách đây khoảng tầm 2 tiếng. Thì kết quả kinh doanh của 8 tháng cũng đã cho một cái kết quả tương đương với 7 tháng. Thì rõ ràng là tiềm năng của Thế Di Động và tác động của Thế Di Động đã được phản ánh rồi. Và cái kết quả của Thế Di Động đã thể hiện đó là sự tăng trưởng của Bách Hóa Xanh đã giúp cho cái tăng trưởng của Thế Di Động rất ok. Sắp tới chúng ta có thể kỳ vọng Thế Di Động tăng trưởng như thế nào? Thì em thì nghĩ là Thế Di Động sẽ mang lại một cái kết quả khá là khả quan sau nửa cuối năm. Thứ nhất đó là đến từ cái mảng Bách Hóa Xanh, khi mà họ tiếp tục họ tập trung vào việc phát triển cái doanh thu trên cửa hàng của họ, cũng như là họ anh cho em slide cuối nữa. À, slide cuối. Ok. Rồi. Thì định hướng của họ đó là tăng trưởng về cái chuỗi Bách Hóa Xanh, cũng như là triển khai tiếp tục mô hình Bách Hóa Xanh 5 tỷ tại thành phố cấp 1, đó là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một cái chiến lược khá là tham vọng, khi mà họ tiếp tục họ đẩy mạnh cái sự phát triển của Bách Hóa Xanh của mình. Cái thứ hai đó là mình có thể để ý thấy đó là Điện Máy Xanh thì là một cái mảng kinh doanh cốt lõi của Thế Di Động, nhưng mà họ chỉ đi ngang, trong khi tất cả các đối thủ trên thị trường đang có cái xu hướng đó là giảm so với cùng kỳ. Một phần đó là do cái thị trường Thế Di Động bỏ ngoài, một phần là do thế giới, một phần là do bên Covid đã tác động. Tuy nhiên là có thể thấy đó là best in class, có nghĩa là tốt nhất trong cái mảng ICT, là đã thấy đó là Điện Máy Xanh và Thế Di Động. Do vậy đó là họ tiếp tục họ mở rộng ra một cái chiến lược mới, đó là đi với cái thị trường phường xã và thị trấn với cái mô hình mới, đó là Điện Máy Xanh Super Mini. Và đây sẽ là cái gọi là đòn bẩy để mà giúp cho cái thị phần của mới Vinh tăng lên, thị phần mới Vinh trong ICT tăng lên 55% trong 2021 và 60% trong năm 2022. Đây là một trong những cái mục tiêu của họ. Và đây sau cái quá trình mà thử nghiệm ở Tiền Giang thì Điện Máy Xanh Super Mini cũng đã tạo ra được một cái kết quả khá tốt, khi mà đạt được doanh thu là 1,1 tỷ trên cửa hàng, với tiếp biên lợi nhuận gộp là 23% và biên lợi nhuận ròng là đạt được 4,6%, cao hơn trung bình của mỗi nhuận gộp. Thì cho nên đó là trong cái chuỗi các chuỗi bán lẻ thì em thấy đó là cái triển vọng của mỗi nhuận gộp là khá khả quan, khi mà họ linh hoạt và phát triển được những cái xu hướng và tận dụng được Covid để mà chiếm được thị phần của những cái mạng mà họ đang gặp khó khăn. Ok, cảm ơn bác. Các anh em có ý kiến phản biện gì hay là bổ sung gì thêm cho case MWG không ạ? Em có chút bổ sung. Ok, mời mình. Thì em cũng có theo dõi về Bách Hóa Xanh. Vì em nghĩ là thực ra mình nhìn MWG thì mình rất là quan tâm đến Bách Hóa Xanh. Bởi vì đây là cái mà sẽ quyết định cái định giá tương lai của MWG. Thì trong năm 2020 này thì hầu hết tất cả cửa hàng Bách Hóa Xanh mở ra thì đều không phải mở ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh mà mở ở các tỉnh lân cận. Thì em nghĩ là cái năm này là một năm rất là quan trọng để mình đánh giá cái chất lượng tăng trưởng của Bách Hóa Xanh. Thì em có làm một cái breakdown nhỏ nhỏ về chi phí, tức là đã trừ lợi nhuận gộp rồi đã trừ các chi phí như SG&A. Thì em thấy rằng là mặc dù là mở ở những cái địa bàn mà nó không phải ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thì cái quản trị chi phí SG&A của các cái cửa hàng mới này nó không làm giảm đi cái chất lượng earning của toàn chuỗi Bách Hóa Xanh nói chung. Thì em nghĩ đây là một điều rất đáng tích cực, bởi mình phải hiểu là khi mình mở ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh thì mật độ dân số là thấp hơn, thì đấy thì mình làm sao mình balance được cái chuyện là có thể doanh thu nó sẽ không cover được chi phí. Thì em chưa nói là không biết bao giờ nó sẽ hòa vốn được, thế nhưng khi mà nó mở sang một cái lĩnh vực nó khó hơn
mà nó không làm tệ đi cái trend chung về cái việc cố gắng hoàn vốn của nó, thì đâu đó nếu mà nó reach một cái turning point mà nó đang từ hơi xấu đến xấu ít hơn, có thể đến tốt dần, thì có thể mình chưa cần chờ đến lúc mà nó đã tốt, mình thấy nó có cái turning point, hoặc là nó vào lĩnh vực khó mà nó không hề bị giảm cái chất lượng earning đi, thì em nghĩ đấy là một cái điểm rất là tích cực để mình có thể xem xét đầu tư vào thị trường đó. Ok, cái insight rất là quan trọng của mình ha. Phục có bổ sung gì thêm về cái Grosshan này không? Vâng, về cái lĩnh vực bách hóa thì có thể nói là một lĩnh vực đang rất khó, hiện tại là đang rất khó. Chưa một anh nào vào cái lĩnh vực này mà có lợi nhuận cả. Thì thực tế là thì em cũng làm nghiên cứu về các cái chuỗi bách hóa của các bên khác nhau. Thì thấy rằng ông Thế Giới Di Động này làm tốt nhất. Hiện làm tốt nhất. Thì về cơ bản nếu mà sau này mà có ông nào thành công trong lĩnh vực này, cái lĩnh vực bách hóa, thì ông Thế Giới Di Động sẽ là ông đi đầu, sẽ là thành công đầu tiên. Là thứ nhất. Thứ hai, có một điều như này. Khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay gần 3.000 đô. Đó. Thì theo nghiên cứu ở trên thế giới ấy, các cái nước đang phát triển đi trước chúng ta ấy, thì bây giờ mới bắt đầu là cái điểm gọi là có thể bùng nổ cái việc chi tiêu cho tiêu dùng cho bách hóa này rất lớn. Thế do đó là em cũng rất là kỳ vọng rằng khoảng độ 3 năm nữa, khoảng 2 đến 3 năm nữa, thì khi mà Covid qua đi, kinh tế bắt đầu hồi phục trở lại, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam có thể bao giờ lên đến 3.500 đô đổ lên, thì khi đó kỳ vọng có thể bách hóa xanh này sẽ có lại. Đó, nguyên nhân là vì khi thu nhập cao lên như thế, mỗi đơn hàng của chúng ta đi mua ấy thì nó cũng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa là cái nhu cầu của chúng ta cũng lại gia tăng nữa. Thứ nhất là gia tăng về số lượng, thứ hai là thêm vào nữa là cả về cái giá cả của sản phẩm ấy, tức là lạm phát ấy, cái giá cả sản phẩm thì sẽ dự kiến là khoảng độ 2 đến 3 năm nữa sẽ có thể có lại. Thì khi đó thì thực sự mà nói là Thế Giới Di Động có thể nhân cái mô hình này ra rất là nhanh. Khi họ tìm thấy công thức thành công rồi thì lúc đó có thể là một cái cơ hội rất lớn đối với Thế Giới Di Động. Tuy nhiên như anh Minh có trao đổi ấy, thì rất rõ là chúng ta đã nhìn thấy nó từ rất xấu, đúng không? Nó chuyển biến bớt xấu hơn thì cũng đã tạo ra cho những cái xung lực về giá cổ phiếu. Bởi vì thị trường cổ phiếu thường chạy trước so với kết quả kinh doanh. Đó, thì quý vị và các bạn cũng cần phải lưu ý những cái đó, và như anh Minh nói thì cũng phải bám sát vào cái bách hóa xanh. Vì thời gian cũng có hạn mà mình còn một ngành nữa, đâm ra là một câu hỏi cuối thôi. Ngoài BNJ và MWG trong ngành bán lẻ thì anh em còn thấy còn có cơ hội gì nữa không? Để nói nhanh, ngắn gọn. Có cây nào đáng lưu ý được không? Ngoài hai cổ phiếu này. Bách, Phục, Minh, Toàn. Không bách trong đó bách có đề xuất thêm gì nữa không? Có cây nào trong bán lẻ mà đáng lưu ý không? Hoặc là ví dụ nó rủi ro nên tránh chẳng hạn, cũng là một cách để chúng ta nhìn. Đối với các công ty khác thì em cũng không có cái recommend gì khác đối với các công ty bán lẻ. Mình cũng không ý kiến gì thêm nữa. Ok, vậy là chúng ta tổng kết ha. Ngành bán lẻ các anh em đã đưa ra những cái driver khá là quan trọng cho thấy ngành này cũng còn tiềm năng rất lớn, đúng không? Và cụ thể là hai cây được phân tích khá sâu là BNJ và MWG. Bây giờ ta sang cái mảng ngành công nghệ, cũng là một nhiều người cho rằng đây đang là chân sóng của một cái trend rất dài về công nghệ, đúng không? Thế sau đây xin nhường lời cho anh Toàn, viết qua cả bức tranh tổng quan của ngành trước khi chúng ta vào thảo luận ha. Vâng. Về ngành công nghệ thì mình không thể phủ nhận được cái vai trò của ngành công nghệ trong cái cuộc sống của cả cá nhân và của cả doanh nghiệp. Từ để mình dặn, mình lưu ý các nhà đầu tư đã. Thì để mà cho tiết kiệm thời gian á, thì các quý nhà đầu tư có thể nhanh chóng đặt câu hỏi lên trên trang Facebook của VN Direct, để mà khi mà chúng ta kết thúc thảo luận xong phát là chúng ta sẽ vào phần Q&A nghe. Các quý nhà đầu tư tranh thủ lúc này người ta đặt câu hỏi luôn. Xin cảm ơn. Mời Toàn. Dạ. Đó thì cái vai trò của ngành công nghệ trong cuộc sống của con người và của trong cái kinh doanh của các doanh nghiệp ấy, thì ngày càng quan trọng. Và vừa qua mặc dù Covid-19 có diễn ra và nó ảnh hưởng đến hầu hết các ngành, nhưng mà ngành công nghệ thì trong đó cũng có ảnh hưởng, nhưng mà mặt khác thì nó lại làm cho cái sự thích nghi về công nghệ của con người nhanh lên. Ở đây có cái trạng đó là sự thích nghi của cái Covid-19 nó làm cho con người thích nghi nhanh hơn về công nghệ, với sự biến đổi công nghệ rất nhanh. Và
trong cái thời giai đoạn đó ấy, thì chúng ta thấy là Nasdaq của Mỹ liên tục tăng, đạt những cái mức cao mới, và những cái doanh nghiệp như Facebook, WhatsApp hoặc là Microsoft đạt được những cái mức tăng trưởng về cả doanh thu rồi thì về cả subscribers rất ấn tượng. Thì em nghĩ là thế giới vẫn đang ở giai đoạn đầu của cái sự tăng trưởng ngành công nghệ. Theo IDC thì đến năm 2020 thì cái lưu lượng mạng mỗi ngày đạt 150.700 GB mỗi giây, gấp đâu đó vào hơn 3 lần so với năm 2017. Và ở trong ngành công nghệ ấy, thì người ta hay nhắc đến cái thuật ngữ là chuyển đổi số. Đây cũng là cái thuật ngữ mà chính phủ luôn luôn là đặt cái mục tiêu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và cho cả chính phủ rất là mạnh ở trong giai đoạn này, trong cái giai đoạn mà ngành công nghiệp 4.0. thì dự báo đến năm 2023 thì có thể đạt được đến 2,3 tỷ đô. Và hiện nay thì khoảng 1,3 tỷ đô năm 2020 với ra mức độ mức tăng. Thế mức tăng trưởng là 13,3%, đem mức tăng trưởng kép rất là nhanh. Còn đối với ngành công nghiệp ở trong nước ấy, thì theo Fitch Solution có dự báo thì cái giá trị thị trường công nghệ thông tin của Việt Nam tăng trưởng khoảng 14-15% một năm, và chủ yếu cái mức tăng trưởng chủ yếu là ở phần cứng, phần mềm, và phần cứng thì chậm hơn, và nó được xuyên suốt ở hầu hết các cái ngành theo lĩnh vực, từ nông nghiệp rồi thì khai khoáng, sản xuất, bất động sản, hầu như là tất cả các lĩnh vực đều có cái sự áp dụng công nghệ nhất định. Và theo nghị định số 13 năm 2019 của nghị định chính phủ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, thì các doanh nghiệp khoa học công nghệ đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 4 năm đầu tiên và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm sau đó. Thì đây là một cái ưu đãi rất là lớn cho những cái doanh nghiệp mà hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Sắp tới thì ngành công nghệ sẽ có một cái có thể là turning point, có thể thúc tiến nhanh hơn cái sự phát triển ngành công nghệ, đó là công nghệ 5G. Thì em cho rằng là Việt Nam mình có thể sớm trở thành một trong những quốc gia Đông Nam Á đầu tiên triển khai cái 5G này. Bởi vì các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone hay Mobifone đã rục rịch triển khai cái công nghệ này rồi. Và với cái sự ra đời của ngành công nghệ 5G ấy, thì sẽ mang lại cái sự đột phá rất là lớn về công nghệ. Và trong đó có thể kể đến như kiểu lái xe tự động, thực tế ảo và những cái sản phẩm mà cần phải có cái tốc độ data rất là nhanh. Còn trong ngành công nghệ ở Việt Nam mà trong các công ty có niêm yết thì chắc chắn mình nói luôn cổ phiếu chứ anh nhỉ? Hay là ok, nói luôn cổ phiếu thì thời gian cũng không nhiều lắm. Thì FPT là một cái điểm sáng ở trong ngành công nghệ ở Việt Nam, bởi vì cũng không có quá nhiều sự lựa chọn ở trong ngành này. Thì FPT cũng có cái sự tác động của Covid trong nửa đầu năm, và trong tháng 7, tháng 8 ta có thể nhìn thấy được cái sự ảnh hưởng của Covid. Tuy nhiên là đây cũng là một trong những doanh nghiệp mà vẫn có cái sự tăng trưởng dương. Thì em nghĩ là ở trong một cái sự mà mọi người xấu, mình vẫn tốt hơn, nhưng mình không xấu hơn bằng người khác, thì đã là một sự tốt hơn rồi. Thì lợi nhuận sau thuế đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Đây là số dữ liệu mà cập nhật 6 tháng. Và cái mảng trong FPT, đối với FPT ấy, thì cái động lực đấy chủ yếu vẫn đến từ mảng công nghệ global, tức là mảng công nghệ nước ngoài và mảng viễn thông. Thì đối trong cái mảng công nghệ nước ngoài ấy, chuyển đổi số vẫn là động lực tăng trưởng kinh doanh chính. Và trong 8 tháng có cập nhật thì là cái doanh thu từ cái mảng chuyển đổi số này tăng đến 46% so với cùng kỳ năm ngoái, và đóng góp tương đối lớn đến khoảng 25% vào doanh thu công nghệ. Và đối với mảng viễn thông thì cái mảng này được dự báo là sẽ tạo một cái nền tảng vững chắc để mình phát triển được các cái công nghệ đi kèm, và về những cái cloud
hoặc là IoT. Và cái mảng viễn thông này em kỳ vọng sẽ tăng trưởng khoảng 8,4% từ nay cho đến năm 2023. Đặc biệt thì có một cái làm động lực ở trong mảng viễn thông này, đó là cái mảng truyền hình trả tiền của FPT. Thì họ cũng có chia sẻ là nếu mà đạt khoảng 21 hay 22 triệu người subscriber thì hoàn toàn họ có thể đạt được khoản điều hòa vốn và đạt được cái lợi nhuận trong năm sau. Thì đối với FPT em tôi nghĩ khả quan đối với cổ phiếu này. Mà FPT thì thậm chí còn được nước ngoài mua với một cái mức giá premium là 20%. Thì đây có thể cho thấy là cái sự hấp dẫn của FPT đối với ở trong thị trường của Việt Nam. Và động lực tăng giá thì có thể đến từ các chính sách tài khoá, như chính phủ nâng cái đầu tư cho công nghệ lên, hoặc là có một cái thương vụ M&A thành công với nước ngoài, thì FPT đang hướng đến những cái thị trường mới như Trung Đông. Và rủi ro thì có thể đến nếu như mà tiếp tục có những cái làn sóng Covid thứ 2, thứ 3 gì đó xảy ra ở Việt Nam và nước ngoài. Thì mình có thể bổ sung về cái cạnh tranh của FPT. Vâng, thì em nghĩ Toàn thì đã cho một cái bức tranh rất là tốt về ngành công nghệ và lợi thế của FPT. Thì tại giống như cái PNJ, là bất cứ một cổ phiếu nào mà em đánh giá thì em rất muốn xem là cái lợi thế cạnh tranh của nó có thực sự bền vững hay không. Thì em nghĩ là có 4 luận điểm thì mình có thể thấy là tại sao FPT là một cây có lợi thế cạnh tranh bền vững. Thứ nhất, đó là về mặt bằng định giá. Thì người ta cứ bảo là định giá FPT là rẻ so với công ty trong khu vực, thì tại sao lại rẻ? Thì em nghĩ là mình nhìn vào cơ cấu lợi nhuận của FPT, tức là trừ năm 2017 là họ có cái mảng thoái vốn của trading và bán lẻ, thì cái đầu tư nó hơi nhiều. Nhưng mà mọi người thì thấy là năm 2019 thì là hai cái mảng viễn thông và mảng công nghệ phần mềm thì đã chiếm 90% cái lợi nhuận của FPT, thay vì là 2015 nó chỉ chiếm khoảng 70%. Thế tức là cái chất lượng lợi nhuận bây giờ nó đã tập trung vào những cái mảng là thuần công nghệ hơn, và cái mức độ tốc độ gia tăng tăng trưởng nó cao hơn. Thì đây có thể là một luận điểm xứng đáng cho FPT được cái định giá PE cao hơn, tiệm cận hơn so với doanh nghiệp trong khu vực. Cái thứ hai thì em đánh giá rằng là đầu tư công nghệ nó là một xu hướng rất là mạnh mẽ và không thể đảo ngược. Ở đây em sử dụng một cái index, nó thể hiện cái tổng đầu tư tài sản cố định software tại Mỹ. Thì mình thấy rằng là nó là một cái đường chéo tăng, và thậm chí là trong khủng hoảng .com 2001-2002, sau 2 năm sau khủng hoảng .com thì nó giảm một chút thôi, xong nó tăng trở lại. Và thậm chí là khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 nó chỉ đi ngang. Và kể cả là Covid 2 quý đầu năm thì nó vẫn đi ngang. Tức là mình thấy đâu đó là cái trend này nó cực kỳ mạnh, và chưa thấy có một cái xu hướng nào mà nó có thể đảo ngược cái xu hướng đầu tư vào công nghệ này. Cái thứ ba ở đây là em sử dụng cái tỷ lệ attrition rate. Em sorry là dùng tiếng Anh nhưng mà cái từ này tiếng Việt nó cũng hơi khó tìm. Cái này attrition rate, dịch nôm na ra đó là tỷ lệ tiêu hao lực lượng lao động. Cái attrition rate này thì nó cũng tính trên cái nhân viên nghỉ việc, nhưng mà nó khác cái turnover. Nó ở chỗ là cái lý do tạo ra cái attrition rate này là những lý do gần như không thể tránh khỏi. Ví dụ như là nhân viên nghỉ hưu này, nhân viên bị chết này, mất khả năng lao động này, hay là cái vị trí nó không còn cần thiết nữa. Thì cái turnover ấy, thì nó khác attrition ở chỗ là turnover mình có thể bù đắp lại cái vị trí đấy bằng tiền, không thuê ông này thì thuê ông khác. Nhưng cái attrition này rất là khó bù đắp, bởi vì nhân viên kinh nghiệm rất là cao, mình không thể bù đắp được vị trí đấy, hay là vị trí đấy không còn demand nữa thì mình cũng không có thuê nữa. Thì mình thấy là so với các đối thủ rất lớn như là Cognizant hay là Infosys thì FPT là có cái tỷ lệ này rất là thấp. Thì đây là một lợi thế rất lớn trong ngành công nghệ, nói về một cái ngành mà thâm dụng lao động chất lượng cao. Và cái cuối cùng đó là thuế suất của FPT, effective tax rate của nó chỉ là 16%, so với Cognizant là 25% và Infosys là 26%. Thì tức là cái thuế suất này là do là cái như Toàn nói là ngành công nghệ thông tin là được ưu đãi 50% trong 9 năm tiếp theo sau khi mà đã được miễn thuế, cộng với việc là ngành đào tạo cũng được miễn 50% thuế. Thế lại hai ngành đấy lại là hai ngành tăng trưởng nhanh nhất của FPT, tức là hai cái ngành tăng trưởng nhanh nhất lại được hưởng lợi thế về thuế. Thì em nghĩ đây là một lợi thế rất là bền vững. Thì tóm gọn lại là trend đầu tư vào công nghệ là một xu hướng mạnh mẽ không đảo ngược, cộng thêm là lợi thế về nguồn nhân lực, lợi thế hậu thuẫn của chính phủ về thuế. Thì em nghĩ đây là những cái mà xứng đáng để trong ngắn hạn thì tất nhiên nó sẽ có những bump on the road mình không thể biết, nhưng mà trong dài hạn
xứng đáng là cổ phiếu mà cầm dài hạn, hoặc là có thể đầu tư theo cái trường phái là single stock saving, đầu tư định kỳ. Ok, cảm ơn anh em. Như vậy là mình đã trải qua khoảng gần một tiếng rồi, trao đổi các cái phần hai ngành bức tranh của ngành bán lẻ và ngành công nghệ, đúng không? Và ba cổ phiếu cụ thể là BNJ, MWG và FPT. Và bây giờ chúng ta sẽ dành chút thời gian để giao lưu với các quý nhà đầu tư ha. Còn nhiều người đặt câu hỏi nhưng mà đang chờ. Mình có tổng hợp được không? Chưa có, để chờ anh chút. Rồi, có mấy câu sau đây ha. Đầu tiên là một câu tổng quan. Xin đánh giá tình hình chung của VNX từ giờ đến cuối năm. Các chuyên gia nào muốn trả lời cái ý này không? Anh em nào muốn đưa review chung, chắc mình comment chút cho các nhà đầu tư. Em thì thuần là về nhìn về bottom up, tức là nhìn về công ty. Còn quả thật là VN Index thì em nghĩ là một cái dự đoán chính xác nó rất là khó. Thì mình cố gắng chỉ nhìn vào yếu tố support và những yếu tố warning của nó. Thì yếu tố support ở đây em nghĩ là mặt bằng lãi suất như em đã nói. Nếu mà tiếp tục giảm thì yếu tố support rất là lớn. Thứ hai đó là yếu tố về dòng tiền ETF, thì nếu có khi mà mình được một cái tỷ trọng lớn hơn trong danh mục của MSCI. Còn yếu tố warning thì là những yếu tố mà nó đến nó khá là bất chợt, như là những cái làn sóng Covid đợt tiếp theo. Thì em xin là không đưa ra nhận định cụ thể, nhưng em nghĩ là nói ra những cái yếu tố quan trọng để đúng rồi, theo dõi. Cái đó quan trọng để mọi người theo dõi nhé. Phục các bình luận gì không? Vâng, về VN Index thì hiện nay ở mức hơn 900 này, thì về PE của thị trường là đâu đó khoảng độ 16 lần. Thì đây là một mức gọi là trung bình rồi. Trung bình trong lịch sử rồi. Đúng không? Phe rồi. Thế thành ra là việc bây giờ là bảo nó tăng và giảm hay không ấy, thì nó cũng khá là 50-50, và nó phụ thuộc rất nhiều các yếu tố đột biến như anh Minh cũng vừa chia sẻ. Ví dụ như là đây là nói ví dụ thôi nhé. Ví dụ như là có một cái làn sóng Covid nữa chẳng hạn, đúng không? Thì tất nhiên là VN Index sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu mà Covid mà không xảy ra, mà cái mặt bằng lãi suất vẫn giữ ở mức thấp, thậm chí thấp hơn nữa, thì đó là một cái yếu tố rất quan trọng để đẩy cái định giá của thị trường có thể cao lên. Đấy, tuy nhiên thì theo tôi thì chúng ta cũng không nên kỳ vọng về một cái cơn sóng, ví dụ cơn sóng thần hay là một cơn bão tăng giá rất là mạnh trong cái thời điểm này. Đó, bởi vì cái thì mình vẫn cũng đang bị ảnh hưởng bởi Covid, và một số ngành nghề còn bị ảnh hưởng trễ khoảng 6 tháng đến 9 tháng, ví dụ như ngành tài chính hay gì đó. Thì chúng ta cũng cần phải với cái mức điểm này thì tôi trao đổi là chúng ta cũng cần phải lúc này là nên có thể là thận trọng và hơn một chút vào cái việc gia tăng tỷ trọng nhiều, đúng không ạ? Nếu quý vị và các bạn đang nắm cổ phiếu đang có lợi thế chẳng hạn, thì chúng ta cứ tận hưởng cái lợi thế này thôi ạ. Rồi, khá là fair ha. Cảm ơn anh Phục. Các chuyên gia cho em hỏi FRT có triển vọng như thế nào ạ? Công ty trong bán lẻ FRT. Chắc là bạn xin mời bác. Thì đối với FRT thì mặt hàng chính của họ của mình là về điện thoại di động và một số cái sản phẩm khác về điện tử. Thì em nghĩ là đối với cái FRT á, thì view về ngắn hạn và trung hạn thì em không có một cái view tích cực lắm đối với FRT. Bởi vì thực tế mà nói thì tăng trưởng của điện thoại của cả thị trường ảnh hưởng bởi Covid trong 6 tháng đầu năm cũng đã giảm hơn 20%. Và với cái tác động về thu nhập thì sắp tới có thể FRT sẽ tiếp tục, nó là sẽ chịu ảnh hưởng. Nó sẽ không có cái đề gọi là cái độ đệ giống như là của MLG khi mà có bách hóa xanh, hay là của BNG có lợi thế về ngành bán lẻ trang sức. Cho nên là em nghĩ là FRT là chưa có phù hợp, trong cần quan sát thêm. Ok, anh em nào bổ sung thêm không? View mọi người bổ sung thêm như thế nào? Thì again là em luôn nhìn vào cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Thì em thấy rằng là như anh Phục nói thì lợi thế về quy mô nó là rất là quan trọng cho ngành bán lẻ. Khi có thế giới động là số 1 thì mình có thể thấy lợi thế quy mô phản ánh ngay và ROE của doanh nghiệp. ROE của MW chắc phải gấp mấy lần của FRT. Thêm vào đó thì là định giá của MWG nó có một cái định giá tương lai, nó dựa trên một cái project, đó là project bách hóa xanh. Còn FRT nó đang thiếu một cái định giá, thiếu một cái dự án tương lai nó hứa hẹn để nó có thể tăng trưởng và nó định
định giá. Thế nên nó có thể là một mã follower, khi mà mọi người thấy là MWG tốt quá, bán lẻ tốt quá thì có thể mua, nhưng mà đâu đó về một, để mà tìm một cái điểm vững chắc về lợi thế cạnh tranh thì em quả thật là chưa thấy thử FLT. Còn tất nhiên trong ngắn hạn thì là mình không thể nói trước được, nhiều yếu tố khác nữa. Thì em cũng đồng quan điểm với Bách với cả Minh, đó là về FLT thì cái động lực trong tương lai của nó, động lực tăng trưởng trong tương lai thì hiện tại là chưa thấy. Bởi vì cái F-Beauty ấy, tức là chuyên bán các sản phẩm làm đẹp này kia thì cũng đã mở rồi. Nhưng mà về cái triển vọng thì thực sự mà nói là chưa có một cái tín hiệu gì cho thấy là cái đó có thể thành công và có thể nhân rộng. Hay là nhà thuốc Long Châu thì FRT cũng đã mở ra, nhưng mà hiện nay nó vẫn đang lỗ. Và thực sự mà nói thì cũng chưa nhìn thấy cái điểm nào mà có thể mang lại lợi nhuận cao hay là có quy mô có thể mở rộng lớn mà là tạo ra cái động lực tăng trưởng cho FRT cả. Thì do đó là trong cái tầm nhìn cũng đồng quan điểm với tầm nhìn của Bách, tức là tầm nhìn từ 3 năm trở lại ấy, thì thực sự là cũng chưa thấy những cái điểm nào đó nó rất hấp dẫn. Đó. Rồi. Có một câu là mạng 5G sẽ tác động như thế nào đấy? FPT thì cái này trong bài trình bày cũng đã nói khá là rõ rồi nhỉ? Bổ sung là mạng 5G ấy thì về cơ bản là nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều FPT về cái core business bây giờ đó, bởi vì là 5G thì nó là mạng viễn thông không dây, còn FPT thì phát triển mạng có dây đó. Nhưng mà về tương lai lâu dài ấy, khi mà 5G phát triển và available ấy, thì em nghĩ là FPT cũng sẽ có, nó cũng sẽ thúc đẩy để FPT phát triển những cái sản phẩm mà tận dụng được 5G, ví dụ như là xe tự lái của FPT chẳng hạn, có những cái dự án mà họ đang sản xuất, đang phát triển. Rồi cho em hỏi CMG các triển vọng tương lai như thế nào? CMG thì em cũng không quá là nghiên cứu kỹ về CMG, nhưng mà đối với CMG thì có lẽ về mặt kinh doanh thì cũng gần giống như FPT, nhưng mà cái base khách hàng của họ chủ yếu là trong nước. Họ CMG thì em vẫn thấy họ chưa có cái động lực gì cho lắm mà trước mắt, bởi vì cái về thì đấy như Minh nói thì mình cần xem về lợi thế cạnh tranh, thì cái miếng bánh CMG tương đối bé, chút về CMG. Thực ra em có nghiên cứu CMG để tham gia nghiệp trong quá khứ ấy. Thì CMG thực chất nó giống như là FPT 5-6 năm trở về trước. Cái gì FPT đang làm tốt, đã làm tốt 5-6 năm trở về trước, mình thấy bóng dáng của CMG hiện tại. Sau khi FPT nhìn ra con đường xuất khẩu phần mềm và bỏ lại cái phần trong nước, thì CMG là ông đứng lên lấy được cái thị phần trong nước rất là lớn. Và thực ra thì mình phải nói CMG cũng có cái lợi thế cạnh tranh của họ. Họ rất mạnh về những doanh nghiệp về tài chính bảo hiểm, gần như các cái bank sẽ sử dụng các cái core hoặc là sử dụng data center của CMG, nên lợi thế không thể nào mà chối bỏ. Thế nhưng mà nếu mà mình chỉ nhìn vào cái trong nước ấy thì nó thật sự là hạn chế, bởi vì Mỹ mới là đầu tàu phát triển công nghệ thế giới. Trong nước mình Covid mình cắt hết cả R&D, nhưng mà ở Mỹ thì lại khác. Ở Mỹ là Covid lại còn đẩy mạnh R&D. Thế nên là vì CMG hiện nay vì đang tập trung vào thị trường trong nước nên là nó sẽ quả thật là nó sẽ bị nó, tức là nó chưa được hưởng lợi từ cái xu hướng, như em nói là xu hướng chưa thể đảo ngược của đầu tư công nghệ thế giới. Và cái thứ hai là cái cổ đông chiến lược của CMG là Samsung SDS, đó là một cái công ty con của Samsung. Thì mình em cũng có nghiên cứu cái Samsung SDS trong 3-4 năm trở lại đây, thì họ M&A rất là nhiều. Thế nhưng mà tất cả những công ty mà Samsung SDS M&A, họ không được hưởng thêm cái revenue từ trong hệ sinh thái của Samsung, mà họ chỉ được Samsung thúc đẩy về cái quy trình thôi, còn họ vẫn phải tự đi ra ngoài, bơi ra ngoài biển khơi để tìm khách hàng. Thế nên là cái hợp tác chiến lược này trong ngắn hạn là mình sẽ chưa thấy là nó đẩy mạnh cái doanh thu của CMG. Thế nên đấy là hai cái điểm, là do CMG tập trung vào mảng trong nước và Samsung SDS chưa hỗ trợ nhiều cho công ty con. Thì em nghĩ là trong ngắn hạn thì nó sẽ vẫn là hạn chế chấp nhận một cái mức định giá PE thấp hơn FPT. Ok, cảm ơn Minh. Xin các anh bình luận về DGW, DigiWorld. Xu hướng tăng giá mạnh vừa rồi có phù hợp với nội tại của doanh nghiệp hay không? Anh em nào theo dõi DigiWorld không? Không biết Bách trong Hồ Chí Minh có theo dõi DGW.
Bác có theo dõi DG World không? Mọi người đang hỏi là bình luận về DGW, xu hướng tăng giá mạnh vừa rồi có phù hợp với nội tại của doanh nghiệp hay không? Thì DGW là một case, em nghĩ đó là cái chiến lược đi khá là ổn định trong giai đoạn này, họ turnaround khá tốt. Khi mà áp dụng cái chiến lược đó là bán sỉ cộng thêm bán sỉ full service. Em không nhớ cái cụm từ đó lắm, nhưng mà em thấy đó là chiến lược đó là khá ok. Tuy nhiên là đối với định giá hiện tại thì em nghĩ là nó đã overpriced, nên là đây là một cổ phiếu em nghĩ là tiếp tục quan sát. Ok, cảm ơn bác. Có một câu nó hơi các anh cho em hỏi về mảng công nghệ FPT có ảnh hưởng gì khi mà các chỉ số công nghệ Mỹ đang giảm không ạ? Không biết là ý của bạn như nào nhỉ? Tức là liên quan đến chỉ số của thị trường chứng khoán Mỹ về công nghệ. Ý là cổ phiếu công nghệ giảm nhiều. Yeah. Thì có ảnh hưởng gì đến FPT không? Cái này nó thuộc về định giá thôi. Cổ phiếu tăng nhiều rồi thì không thời gian ấy, em cũng muốn nói là tức là khi mình nhìn, mình cũng nên nhìn vào stress test, mình cũng không nên đánh giá thấp những cái đợt giảm giá, tại vì giá cổ phiếu đâu đó nó cũng phản ánh một chút cái kỳ vọng đúng hay sai, nó cũng là kỳ vọng của thị trường. Nhưng mà nhìn vào đi, đừng nói là thời điểm này, hãy đánh giá 2000 chỉ số Nasdaq giảm 80%, những cái công ty như là IBM mất khoảng tầm 60% giá trị, những công ty telecom mà đầu tư vào cái hệ thống để tạo bandwidth cho cái thị trường startup thời điểm đó, những công ty công nghệ cũng giảm 50% thị trường, thậm chí là WorldCom chứ còn phá sản bởi vì là gian lận báo cáo tài chính. Thế nhưng mà mình nhìn vào đầu tư công nghệ tại Mỹ đi, như cái biểu đồ em sâu, nó chỉ mất có 2 năm và nó lấy lại được cái trend, tức là đâu đó là cái nhu cầu công nghệ nó rất là lớn. Thì kể cả những cái sụt giảm rất lớn về những cái đơn vị hoặc là khách hàng của sản phẩm công nghệ, hoặc là đơn vị cung cấp những sản phẩm phụ trợ cho sản phẩm công nghệ đấy, thì đâu đó trong ngắn hạn mình không thể biết, nhưng mà trong trên 3 năm thì em nghĩ là cái sự phục hồi gần như là chắc chắn. Thì đấy là cái mà mình nhìn vào cái khủng hoảng .com là một khủng hoảng ghê gớm hơn rất là nhiều so với cái Covid hiện tại. Các ảnh hưởng chung đúng không? Được rồi. Cũng giống như là đợt trước mà mấy cái startup ấy, mấy cái startup và mấy cái chuỗi giống như là kinh doanh theo kiểu mô hình network ấy, đúng không? Ví dụ đấy, kiểu như Airbnb là cái quan này, ban đầu là rất là ăn khách đúng không? Đến lúc mà xảy ra cái vụ WeWork phá, cái vấn đề là ảnh hưởng chung toàn bộ định giá của các startup chung, là cái chuyện mà nó cũng có chứ không phải không? Khi mình theo dõi các ngành thì đương nhiên là phải phân tích sâu hơn chứ không thể nào nhìn mỗi đó không. Nhưng mà anyway thì câu hỏi nào của nhà đầu tư cũng đáng để chúng ta suy nghĩ thử là cái suy nghĩ như nào, đúng không ạ? Chứ không có ý là chê cười bất kỳ câu hỏi nào cả nha. Ý là như vậy. Thì hồi mình nhớ là năm 2014 ấy, lúc mà nó xảy ra, đương nhiên cái ngành dầu khí nó hơi đặc biệt một tí, đúng không ạ? Thì thật ra là lúc mà ở Việt Nam bắt đầu cổ phiếu dầu khí giảm ấy, giảm nước mạnh ấy, thật ra là trước đó mấy tháng là cổ phiếu dầu khí trên thế giới đã giảm rất là nhiều rồi. Sau đó bắt đầu mình kiểu giống như là mình bị follow up sau đấy, thì cái đó cũng là điều mà chúng ta cũng nên chú ý. Đương nhiên là phân tích môi trường nó sẽ khác nhau, ngành nó sẽ khác nhau, các yếu tố nó khác nhau, nhưng mà anyway giống như Minh vừa nói, chúng ta cũng không thể bỏ qua được những cái điểm đó, đúng không ạ? Nhất là những cái nhìn trong ngắn hạn thì hoàn toàn có thể. Ok, có lẽ là cũng đã đến 1:20 rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng còn một số câu hỏi nữa, nhưng mà tôi xin phép là sẽ kết thúc cái chương trình ở đây. Còn những câu nào mà chưa được trả lời thì mong các quý nhà đầu tư thông cảm và có thể đặt tiếp inbox để mà các chuyên gia có thể trả lời vào hôm sau hay như nào đó nha. Rồi tôi xin tổng kết lại là hôm nay phần chung các panelist của chúng ta có bình luận chung về tình hình chung của thị trường và có nhấn mạnh đến cái yếu tố lãi suất đang giảm là một cái yếu tố rất quan trọng để support cho cái hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán. Về cái ngành hay cái ngành quan trọng là ngành bán lẻ, thì các chuyên gia đã đưa ra những cái driver quan trọng để cho thấy là ngành này vẫn còn những cái động lực rất là quan trọng trong tương lai. Và hai cơ hội được đề xuất là BNJ và MWG là những cơ hội rất đáng lưu ý. Trong nhóm ngành công nghệ thì đều thống nhất với nhau và đây là chân sống của công nghệ rồi, khi mà chúng ta có một cái nhìn dài hạn. Xin lưu ý là đây là một chương trình mà của khối quản lý tài sản, đúng không? Cùng với các chuyên gia VNRAC là hướng đến một cái hợp đồng đầu tư tích sản lâu dài, đúng không? Đương nhiên cũng có trả lời cả những câu ngắn hạn nữa, nhưng mà cái focus của chương trình là như vậy. Thì đây là chân của một thời kỳ rất dài, và FPT là một
một cổ phiếu có thể coi là rất hấp dẫn trong đại diện của nhóm này. Ngoài ra thì các cái cơ hội khác thì anh em cũng đã bình luận, trả lời vân vân các loại trong này rồi, đúng không? Thì tôi đó cũng là lời kết cho cái buổi hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các nhà đầu tư đã theo dõi đến thời điểm này, và cảm ơn các panelist của chúng ta rất nhiệt tình tham gia thảo luận, đúng không? Vừa bao quát vừa rất sâu, đúng không? Và xin hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào 3 giờ chiều thứ hai tuần sau với một cái chủ đề, thì chúng ta cứ đón xem tuần này chủ đề gì ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.